ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Vậy hỏi thiệt luôn ha, dòng dạ, do ngoài mệt dạ, quá. Dạ đúng rồi, thiệt luôn đi anh ơi. Ừ. Anh có bán xà bông không? Không rồi đó, em có đi làm thêm, em đi tiếp thị, em bán dầu gội đầu, dầu xả rồi chứ không có bán xà bông. Không hiểu hả? Nói rõ quá, đâu phải là bán tạp hóa gì đâu. Đây nói rõ ràng quá mà không hiểu luôn hả? À, không. Là sao anh? Thôi mệt quá, nói thẳng luôn. Dạ. Có bóng không? Bóng mà ở đây cũng mát, không có bóng cây rồi. Má ơi, ai nói bóng cây đâu? Chứ là cái gì? Không hiểu luôn à? Không. Bê-lê, Bê-lê. À Bê-lê cầu thủ đá banh hả? Em khoái đá banh lắm. Này ngu đi. Cái gì? Là sao? Thí dụ đàn ông à. Cầm ly cà phê. Rõ chưa? Rõ. Còn cái dạng kia hiểu chưa? Hiểu. Quá hay. Chứ hiểu chưa? Làm hình ảnh là hiểu liền. À, rồi, hiểu liền. Hay quá. Ý hỏi về giới tính của em. À, đúng rồi. Ngại miệng quá. Trời ơi. Nãy giờ nói thẳng luôn đi cho rồi. Nói thiệt với anh là em là trai thẳng. 100% trai thẳng. Em là tài xế. Thiệt không vậy? Thiệt. Không có mấy cái vụ này đâu. Thật sự là trai thẳng. Đúng rồi. Thẳng băng luôn. Thẳng băng. Vậy tại sao ngủ với anh hai tôi? Gì vậy? Nói gì kỳ vậy? Có cái gì đó có thiệt. Không không không, bình tĩnh, cái này hình như hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Không, cái chuyện đó là anh phải coi lại nha. Hình như anh Hưng, anh trai của anh á, mới là người đi bán xà bông đó. Ê, tầm bậy à, bậy rồi đó. Nói rồi biết bậy, anh hai tôi rất là đàn ông, có gia đình, có vợ con đàng hoàng mà. Để kể cho nghe. Trời ơi, vậy là anh hai bóng hả? Trời ơi, bởi vì chị nói mà hai đứa em không chịu tin chị. Biết là như vậy nhưng mà cũng phải hoài nghi, tại sao anh hai có thể có bóng được chứ, đúng không? Ý mà khoan đi, bây giờ anh hai có bóng đi chăng nữa thì đâu có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, đâu có ảnh hưởng ai cái nhà này đâu. Trời ơi Liên. Hả? Sao em nói chuyện vô tình quá vậy Liên? Bây giờ chị ví dụ nha, Hải chồng em bị bóng rồi sao Liên? Bậy à chị, bậy. Chị ví dụ ai không ví dụ, chị ví dụ em vậy em men. Thôi đi, bây giờ thật giả lẫn lộn lắm, bông trái chai bóng nó tùm lum hết trơn, không có tin ai được hết á. Nói gì vậy? Ông nói đi. Ông có bóng hay không? Nói để tôi tính. Rồi tôi đau một lần rồi thôi. Nói. Mỗi đêm. À ok. Cái câu thằng chú này là cái gì mà mỗi đêm? Chị đừng quan trọng chuyện đó. Bây giờ chị hãy lo cho anh hai đi nè. Coi sao. Coi sao gì trời. Bây giờ em có cách giải quyết. Bây giờ đơn giản lắm. Cứ nói với mẹ cho một đống tiền qua Thái Lan cắt cái bụp giải phẫu rồi chuyện gì. Trời ơi. Bà nói gì mà sao mà được. Không có được. Thứ nhất là trời ơi, anh hai sao có Thái Lan cái kia được. Cái thứ hai là mẹ mà biết cái chuyện mà trời ơi mẹ đau buồn chết luôn đó. Bây giờ nói tóm lại là trả chồng lại cho chị. Đau, đau, đau quá chị, đau, 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 đau quá chị ơi. Đau chồng em, đau chồng em. Mẹ nghe con hỏi nè, vợ chồng anh ba với chị Ngọc á, đi chừng nào về? Trời, nó đi còn ngày mai nó mới về. Trời vậy hả? Ừ, mà sao, chuyện gì? Con đang nghi ngờ là vợ chồng anh Hưng giận nhau không bình thường. Không bình thường là sao mà là không bình thường? Thì con thấy mọi người nè, vợ chồng anh ba với chị Ngọc á, nói chuyện với nhau lén lút lắm. Ở đâu? Phòng khách nè. Vậy là con nhạy cảm quá rồi. Nếu thực sự có chuyện gì bí mật lén lút quá thì tụi nó sẽ nói chuyện ở trên phòng ngủ, chứ đâu có khùng mà nói chuyện với phòng khách. Vậy tại sao khi thấy con đi vô ba người đều đứng hình? Có không? Có. Ủa mẹ. Có. Nãy giờ mẹ ngồi đây hả? Ừ. Trời, làm con lên phòng kiếm mẹ quá trời luôn á. Mà vụ gì? Con có chuyện muốn mét với mẹ. Ê. Trời ơi, sao hai đứa lên động có chuyện mét mẹ hết trơn vậy? Trời ơi, đừng có nói chuyện của anh giống chuyện của em nha. Thì y chang chuyện em luôn đó. Thấy chưa mẹ. Ủa nhưng mà mày vô duyên quá vậy hả Tùng? Dạ. Mày biết nó nói chuyện gì không mà nói chuyện của anh giống y chang chuyện của em? Ủa mà em nói mẹ chuyện gì? Chuyện anh Hưng chị Ngọc. Còn của anh là chuyện anh Hải với chị Liên. Thấy chưa? Sớm xác rồi, vô tự nhiên giống y chang. Không phải, nhưng mà cái chuyện anh Hải với chị Liên á có liên quan đến chuyện anh Hưng với chị Ngọc. Thấy chưa mẹ? Ủa? Thiệt vậy luôn á hả? Dạ.
Ủa, con đừng có nói với mẹ là con cũng thấy vợ chồng của anh ba con với chị Ngọc ngồi đây nói chuyện xù xì ống mít ở phòng khách nha. Trời ơi, sao chính xác quá vậy, mẹ cũng biết luôn hả? Trời ơi, có khi nào vậy không ta? Vậy là sao mẹ? Là giống như con nói đó, vợ chồng của anh hai con không phải là giận nhau một cách bình thường mà giận nhau một cách bất thường. Chắc chắn là như vậy luôn đó mẹ. Con cũng nghĩ vậy. À... chị, ăn uống gì nữa không? Để tôi kêu cho tôi mời. Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi không ngờ là anh gan tới như vậy luôn. Anh dám hẹn tôi ra đây để nói chuyện trực tiếp với tôi luôn. Ủa, có gì đâu không dám, chị đâu phải cọp đâu, tôi không dám mời chị. Anh đừng có quên, anh là người đang phá nát gia đình của người khác đó. Trời ơi, chị nói chuyện khó nghe quá. Chị làm như tôi với chị là hai con đàn bà đang cãi lộn vậy. Không phải, tôi là đàn ông, chị, chồng chị mới là đàn bà. Nè, tôi cấm nha. Anh không được quyền xúc phạm chồng tôi như vậy nghe chưa? Tôi xúc phạm hả? Không có. Chị mới là người đang xúc phạm chồng chị đó. Ủa, tại sao tôi là người xúc phạm chồng tôi? Tại vì chị cưới ảnh. Gì? Đây, để em giải thích rõ ràng cho chị nghe ha. Anh Hưng, ảnh là một người yếu đuối, hiền lành, nhạy cảm. Ảnh là một người phụ nữ, ảnh muốn ảnh là vợ. Chị cưới ảnh về, chị bắt ảnh là một người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm với gia đình, một người chồng tốt như vậy là chị xúc phạm ảnh. Anh im đi, anh nói bậy bạ gì vậy hả? Nói gì đâu bậy bạ, nói thiệt. Tôi nói thiệt. Nhờ gặp tôi, ảnh mới bộc lộ được cái bản chất thật của con người của ảnh. Ảnh yêu tôi, hiểu chưa? Anh nói cái gì vậy hả? Hả? Anh chơi chẽn vừa thôi. Cái gì chị ơi, chị không thấy tốt hơn sao khi mà ảnh bộc lộ được cái bản chất thật của ảnh, đúng không? Cái chuyện mà chồng tôi sống thật hay sống không thật thì có liên quan gì tới anh chứ? Thôi bây giờ như vậy đi, chuyện nó đã vỡ lở như vậy rồi, mình lật bài ngửa với nhau luôn đi. Ý anh là sao? Bây giờ chị nên buông tha cho ảnh. Ý của anh là anh muốn tôi với chồng tôi ly dị á hả? Chị bắt đầu hiểu vấn đề rồi đó. Nè, anh vừa phải thôi nha. Anh nói thẳng với tôi như vậy luôn hả? Ủa đâu có gì đâu, không dám nói thẳng. Chị đâu phải mẹ tôi đâu, tôi không dám. Anh... bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Thôi bây giờ tôi hỏi chị một câu này nè. Chị có thương anh Hưng không? Thương thì sao, mà không thương thì sao? Nói vậy là biết thương rồi, đúng không? Còn thương nhiều lắm đúng không? Em nói chị nghe, mình thương người ta là mình phải muốn cho người ta được hạnh phúc. Nhìn thấy người ta hạnh phúc, nhìn thấy người ta vui cười là mình vui trong lòng, tại mình thương người ta mà. Cho nên chị phải để anh Hưng ảnh sống thật với bản thân mình. Chỉ khi ảnh sống thật với bản thân ảnh, ảnh mới hạnh phúc, thì khi đó chị mới hạnh phúc, đúng chưa? Ý của anh là kêu tôi nhường ảnh lại cho anh đó hả? Trời ơi, chị hay quá, chị hiểu vấn đề. Thôi đi, chứ không phải là anh đang lợi dụng tình cảm của anh để anh đào mỏ hả? Nó nặng quá. Nó nặng như ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Cái không phải là cái chuyện đó. Cái chuyện thật sự ở đây là anh Hưng ảnh say nắng tôi. Ảnh yêu tôi. Cái đó là ý trời sắp đặt rồi, tôi đâu có cãi được số trời. Thôi đâu. Đi, bây giờ tôi muốn gặp anh Hưng, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Đừng có gặp ảnh để rồi chứng kiến ảnh ngồi khóc như một con đàn bà. Thôi được rồi, bây giờ hai người muốn làm gì thì làm, muốn yêu nhau như thế nào thì yêu nhau. Kể từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa cho vừa lòng hai người. Ê chị, tiền nước chị ơi. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, chân thành với tất cả mọi người.